Cô Ngọc Anh xin chào tất cả các bạn. Một ngày lại trôi qua rồi và cô Ngọc Anh háo hức quá. Háo hức để chờ đến buổi tối để được gặp lại các bạn nhỏ vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương của chúng ta. Ngày hôm qua thì cô Ngọc Anh có kể cho các bạn nghe câu chuyện về Trang Lươi. Các bạn còn nhớ câu chuyện Trang Lươi không? Ồ, các bạn nào nhớ không nhỉ? Trang Lươi như thế nào? Ồ, Trang Lươi á, câu cả một ngày trời mới được một con cá, mà còn không lỡ để bắt con cá đó nữa. Nhưng mà rồi dần dần chàng đã tỉnh ngộ và đã trở thành một người chăm chỉ, biết làm nụng, biết nuôi vợ, nuôi con, nuôi mẹ già. Thậm chí chàng lười còn trở thành một người giàu sang nhất vùng nữa cơ. Câu chuyện của chúng ta thật ý nghĩa đúng không? Còn ngày hôm nay sẽ là câu chuyện gì đây? Ngày hôm nay thì cô Ngọc Anh có một câu chuyện cũng rất là hay nhé các bạn nhé. Đó là câu chuyện ba anh em đánh hổ. Wow, ba anh em đánh hổ. Các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe cô Ngọc Anh kể chuyện nhé. Ngày xưa, ở vùng núi nọ có một ngôi làng nhỏ. Trước và sau làng đều là rừng cây rậm rạp, thường xuyên có dã thú xuất hiện. Trong làng có một gia đình nọ, cha mẹ đã mất từ lâu, chỉ có ba anh em trai sống dựa vào nhau bằng nghề đốn củi, sau đó thì mang vào chợ bán lấy tiền mua gạo. Buổi tối ba anh em lại cùng nhau luyện tập võ nghệ, những thế võ mà tổ tiên truyền lại, nhưng cốt chỉ là để phòng thân mà thôi. Dần dần thì cả ba đều trở thành những cao thủ võ nghệ cao cường. Vì gia cảnh quá nghèo túng, cho nên người anh cả đã cùng những người dân trong thôn vượt biển đến Nam Dương làm thuê. Mấy năm sau thì người anh thứ hai và cậu em út ở nhà cũng thành gia lập thất, tức là có gia đình đấy các bạn ạ. Bây giờ trong thôn thường xuyên có một con hổ đến quấy nhiễu. Mọi người đều sợ tới mức mà đóng chặt cửa lại, không ai dám ra ngoài cả. Hai anh em thấy vậy, bàn bạc kế sách đánh hổ để trừ hại cho dân. Họ tìm được một cục sắt, bèn rèn nó thành một cái đinh ba và một đôi côn ngắn để làm vũ khí đánh hổ. Ngày hôm sau thì hai anh em đã cầm đinh ba và côn sắt vào trong núi để mai phục. Chập tối, một cơn gió lạnh thổi tới, một con hổ lớn từ trong rừng nhảy ra. Người em út giỏi khinh công bèn nhảy đến trước mặt hổ và đâm đinh ba vào người nó. Nhưng con hổ lại tránh kịp. Anh ta lại quơ cây đinh ba trước mặt con hổ, khiến cho nó tức điên lên, thu hai chân trước lại, nhảy bổ từ trên cao xuống. Chớp thời cơ này, người em út đâm đinh ba vào cổ họng của con hổ. Con hổ bị treo trong không trung, hai chân trước liên tục cào tứ tung. Lúc đó thì người anh hai liền dùng côn sắt đánh tới tấp vào hai chân con hổ. Hổ bị đánh gãy hai chân trước thì không thể ra oai được nữa. Hai người liền dùng đinh ba và côn sắt đâm đánh túi bụi vào người con hổ. Một lát sau thì con hổ không chống cự được, tắt thở. Hai người bèn khiêng hổ về làng. Mọi người trong thôn đều vô cùng thán phục hai anh em. Từ đó về sau, hai anh em không làm nghề đốn củi nữa mà chuyên đánh hổ để làm kế sinh nhai. Cuộc sống dần trở nên sung túc. Một buổi tối nọ thì người em út kể cho vợ nghe chuyện lúc đánh hổ, hai anh em đã kết hợp với nhau ăn ý như thế nào. Người vợ nghe xong không phục vì cho rằng chồng mình bao giờ cũng là người xung phong dùng đinh ba đâm vào cổ họng của hổ trước. Sau đó thì anh hai mới xông vào đánh hổ. Như thế thì thật là nhẹ nhàng quá. Vậy mà lần nào chia tiền công cũng là hai phần bằng nhau thì thật là vô lý. Người em út nghe vợ nói thế thì cũng thấy đúng là mình đã chịu thiệt hơn thật. Thế là hai vợ chồng liền bàn bạc với nhau. Lần sau đi đánh hổ sẽ không gọi người anh hai nữa mà chỉ có hai vợ chồng đi thôi. Một hôm thì người anh hai có việc đi vắng. Hai vợ chồng người em út liền cầm theo đinh ba và côn sắt lên núi. Để làm gì các bạn biết không? Hai vợ chồng lên núi để mai phục giết hổ. Hai người chờ được một lúc thì có một con hổ thủng thỉnh đi từ trong rừng ra. Vừa nhìn thấy con hổ, người chồng đã cầm đinh ba xông tới, quần mấy vòng quanh người con hổ một cách thuần thục.
Sau đó thì như mọi khi đã tấn công con hổ. Thế nhưng mà người vợ thì nhìn thấy hổ thì hồn vía lên mây, sợ tới mức mà bún rùn cả chân tay ra, ngồi bệt xuống đất, không đứng lên được nữa. Người chồng thấy vợ không giúp được mình thì bắt đầu cuống lên kêu cứu. Anh ta hiểu rằng nếu không thể đánh gãy hai chân trước của hổ thì nó sẽ ăn thịt cả hai người mất. Đang lúc nguy cấp thì người em út nhìn thấy anh cả cầm rìu, theo sau là anh hai cầm côn sắt đến để ứng cứu. Thì ra người anh cả mưu sinh ở Nam Dương nhiều năm mà lòng thì vẫn luôn nhớ về quê hương, bên cùng với mấy người đồng hương trở về nhà. Anh hai thấy anh cả trở về thì vui mừng chạy ra đón. Hai người ôm chầm lấy nhau nhưng không thấy em út đâu cả. Bèn hỏi vợ của người anh hai mới biết là hai vợ chồng em út đã lên núi đánh hổ từ lâu rồi. Hai người cảm thấy có điều gì đó không lành, bèn vội vàng chạy lên núi. Và khi đó, khi mà nhìn thấy người em út đang vật lộn với con hổ, thì hai người anh lập tức xông đến, vung rìu và côn sắt đánh gãy hai chân trước của hổ. Con hổ đã bị tấn công và tiêu diệt, nhưng người em út cũng đã sợ đến mức mà cả người toát mồ hôi đầm đìa, nằm lăn ra bãi cỏ, thở hổn hển. Người vợ của anh ta thì cũng khỏi phải nói, sợ run cầm cập, hồn siêu phách lạc. Có lẽ trong cuộc đời của chị ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện mình có thể vào rừng đánh hổ được nữa. Từ đó về sau thì vợ của người em út cũng không còn so bì với hai anh nữa. Quan hệ giữa ba anh em họ, chị dâu, em dâu trong gia đình thì ngày càng gắn bó thân thiết. Câu chuyện về ba anh em đánh hổ cũng đã trở thành giai thoại được lưu truyền ở khắp nơi. Các bạn nghe xong câu chuyện này thì có suy nghĩ gì không? Tại sao mà người em út lại cùng vợ lén lên núi đánh hổ vậy? Rồi nếu mà người anh cả và anh hai không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu người em út và người vợ có thoát được nanh vuốt của con hổ hay không? Các bạn thấy bài học của câu chuyện ngày hôm nay là gì nào? Có bạn nào biết không? Chúng ta cùng suy nghĩ 30 giây nhé. Các bạn đã nghĩ ra chưa nào? Có cần cô Ngọc Anh gợi ý không nhỉ? Bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là gì? Đó là bài học về sự đoàn kết. Đoàn kết sẽ là sức mạnh. Chỉ khi người trong nhà đoàn kết, một lòng, một dạ cùng với nhau thì mới có thể vượt qua được mọi khó khăn và sống những ngày vui vẻ yên bình bên nhau. Ngày xưa các bạn có biết không, các cụ nhà ta cũng có câu để nói về tinh thần đoàn kết đó. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại nên hòn núi cao. Đó, rồi còn câu gì nữa các bạn có biết không? Ở đây trong chúng ta có bạn nào đã được nghe câu chuyện bó đũa chưa? Đó, giống như là những người anh em này, nếu như mà cùng hợp sức lại với nhau, đoàn kết thì sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng. Nhưng nếu không, từng người một tách rời nhau ra thì cũng giống như là chiếc đũa thôi. Chúng ta không thể nào mà bẻ được cả một bó đũa khi cùng trụng lại. Thế nhưng nếu như tách rời từng chiếc đũa thì có thể bẻ gãy một cách dễ dàng đúng không nào các bạn? Và đó là câu chuyện của ngày hôm nay, câu chuyện về sức mạnh của đoàn kết, câu chuyện về tình cảm anh em trong gia đình. Và cô Ngọc Anh hy vọng rằng câu chuyện ý nghĩa này sẽ được các bạn nhỏ của chúng ta ghi nhớ và chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết các bạn nhé. Đoàn kết với anh chị em trong gia đình của mình này, rồi khi mà các bạn đi học nữa thì sẽ đoàn kết với các bạn trong lớp của mình, những người bạn của mình, cả những người bạn chơi ở nhà nữa này, các bạn ở làng xóm này, rồi các bạn ở trong cùng khu phố với mình nữa. Chúng mình cùng nhau đoàn kết thì sẽ có rất nhiều niềm vui đó. Câu chuyện ngày hôm nay thì cũng đã hết mất rồi. Và bây giờ thì cũng đã đến thời gian tất cả chúng ta đều phải đi ngủ rồi. Cô Ngọc Anh lại chúc các bạn ngày hôm nay ngủ thật là ngon và mơ thật là đẹp nhé. Ngày mai chúng ta lại gặp lại nhau, các bạn nhỏ thân mến ơi.